Ta kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tây tháng 11 năm 2019. Chương trình Khoai Dương Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Anh Đuốc. Mời quý vị và các bạn thưởng thức. Thank you.
Rồi, Lisa tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa gửi đến cho quý vị và các bạn thân mến, đó là container chở hàng hóa của thằng tàu cầm đạp bốc cháy ngùn ngụt ở trên cao tốc, làm cho giao thông bị ùn tắc kéo dài. Vào sáng sớm ngày hôm nay 17 tháng 11 năm 2019, đơn vị quản lý thuộc tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Ủa Mão Kinh đi Long Thành Dầu Dây đã cho biết là đang chuẩn bị phối hợp với lũ đầu bò con cháu thằng Hồ Chí Minh Ủa Mão Kinh ở tại tỉnh Đồng Nai để xác minh. Không hiểu ai đó đã chạy theo chiếc container của tàu cổng này và đã chổi một trái bom xăng, cho nên chiếc xe container đã bốc cháy ngùn ngụt ở trên cao tốc. Tặng nhiều cảnh quá cho chị. Đây là hiện trường của xe đầu kéo container đã bùng cháy nghi ngút. Nói là phải có chứng để lũ con cháu thằng già hồ. Đây là tờ báo của lũ khốn nạn công an thành phố Hồ Chí Minh, để cho các bạn tin. Tại vì cái lũ ăn cướp con cháu thằng già hồ nó chỉ tin báo của đăng địa thôi, cho nên đưa lên cho tôi biết. Chứ cái tin này Lisa đã biết lâu rồi. Khi mà hành động cách đây 3 ngày Lisa đã biết được rồi. Nhưng mà cái lũ con cháu thằng già hồ lên đây nói mà không có cái lũ chó đẻ đặng để đưa đó thì nó ăn cướp, nó không có tin đâu. Thằng chó đẻ đảng đó, biết không? Vào thời điểm mà bắt đầu là hai chiến sĩ đó rước theo chiếc xe container này để mà chổi một trái bom xăng vào đầu xe kéo container, đã bắt đầu khói đen nghi ngút bốc lên. Tất cả những thằng chó đẻ khốn nạn con cháu thằng già hồ nó đang bắt đầu là điều tra để làm rõ, cho biết là thiệt hại của chiếc xe container hàng hóa của tàu cẩm này đã tiêu tùng chị à. Tiếp tục trái một căn biệt thự của đại gia ngành thép ở tại Đà Nẵng. Ngôi biệt thự của đại gia này đã có ước tính trên cả triệu đô la đã bị cháy bên tầng. Các bạn nghĩ người dân thường có xây được cái biệt thự này không vậy? Người dân thường có lượt lọt vào trong cái vấn đề là kêu bạn là ngành thép không? Các bạn đặt câu hỏi đi nha. Tại sao mà những đây là những cái nhà dân không cháy mà cháy ngay cái ngôi biệt thự này? Ngọn lửa đã bùng phát lên trong ngôi biệt thự 3 tầng lầu, tỏa lạc trên vấn đề là kêu bằng 4 lô đất mặt tiền của đại gia. Thằng này là thằng vấn đề là có công với cách mạng ngành thép ở tại Đà Nẵng, đã làm thiệt hại gần hơn 150 tỷ đồng. Đây là căn biệt thự 150 tỷ đồng. Tất cả lũ đầu bò đã phải vất vả để chạy vào dập tắt ngôi biệt thự này. 150 tỷ đồng của đại gia ngành thép đã bên tầm theo mây khói. Tao nói tụi bay rồi. Tụi bay, tao là tụi bay rồi, tao nói rồi mà. Tụi bay giúp này là không nghe tao. Nguyên nhân vụ cháy đã làm cho lũ chó đẻ đầu bò ở tại Đà Nẵng bắt đầu làm rõ. Nguyên nhân do lửa đó, do lửa nó cháy chứ không có mẹ chứ. Đây là ngôi biệt thự mà nó trồng cỏ được kia trên sân thượng, trị giá 150.000 tỷ đồng, cháy tan tành hết do lửa đó. Mày điều tra đi, mẹ tao mày điều tra đi. Đấy. Ngôi biệt thự mà những này là của đại gia đó. Ngôi biệt thự này rộng 500 mét. Hàng loạt những tờ báo đều rúng động và đăng lên. Biệt phủ, biệt thự của đại gia ngành thép có tuổi đảng, chỉ cho các em biết rằng thằng này có tuổi đảng, cha của nó cũng là có công với cách mạng cho nên ở trong ngành thép.
đã tiêu tùng hết trơn. Căn biệt thự cháy tôi nói ngùng ngục luôn. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Sau khi mà thành công vượt bực như vậy thì Tàu Cộng nó đã nổi điên lên, nó bắt một cái vấn đề là cái bằng tàu cá của Việt Nam. Song song tin vui cũng có một tin buồn là thiệt hại 13 tỷ đồng của những ngư dân ở tại Thanh Hóa. Nói rồi mà không nghe. Cái lũ Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, nghe lời của đảng đỉ ráng chịu, cho tụi bay thiệt hại 13 tỷ chết mẹ tụi bay. Đám con cháu tụi bay sẽ lên container nữa để mà đi qua đây chết trong thùng đông lạnh đi. Tao cho tụi bay bỏ tật tụi bay. Nói rồi mà tụi bay cứ vấn đề là mau mau gom tiền gom bạc để đóng thuyền để đi ra ngoài biển. Thằng chó đẻ đang đi nó đâu có giúp đỡ tụi bay đâu. Tụi bay qua làm gì? Cái lũ Thanh Hóa ăn rau má phá đường ta, tao cũng căm thù tụi bay. Cho tụi bay chết mẹ tụi bay luôn đi. Bỏ tụi. Đang đánh bắt hải sản vào sáng sớm lúc 7 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2019 thì chiếc tàu của ngư dân Thanh Hóa đã bị trúng một cái sáng không biết nước lạ nào đã bắn vào làm cho chiếc tàu chao đảo và bốc khói nghi ngút. Lực lượng bộ đội đầu bò biên phòng và cơ quan chức năng đã bắt đầu là hốt hoảng lên và bắt đầu không biết cái sáng ở đâu, chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới chạy lụm chụm đi ra để mà bắt đầu là lôi kéo những thằng ngư dân Thanh Hóa vào. Lúc mà nó bắn vào chiếc tàu cá đó thì không thấy mặt nào ra hết. Tới chừng mà cháy rừng rụi rồi mấy thằng này nhảy xuống biển chuẩn bị chết rồi, cá mập chuẩn bị ăn rồi, bắt đầu mới đưa mấy thằng chó đẻ này ra để mà kéo vô trong bờ vào ngày hôm nay. Đấy. Chiếc tàu cá đã bắt đầu là kêu bằng là đóng, vừa mới đóng mới tuần vay tiền của ngân hàng 13 tỷ đồng, tiền thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh. Toàn bộ tàu, phương tiện, thiết bị, định vị đều bị trúng đạn của nước lạ, cháy tan tành. Tao nói rồi, đi ra ngoài biển mà còn cắm cái cây cờ máu chó này lên, bởi nó không bắn sao được. Các bạn thấy không? Mẹ cao quá. Đó, cây cờ máu chó, cây cờ máu lờ, cây cờ máu kinh. Đó, tao cắm lên. Thằng tàu nó bắn cho mày chết mẹ mày luôn, cho bỏ tật mày. Thiệt hại 13 tỷ đồng rồi. Đó, tao nó ra ngoài biển mà còn treo cái cây cờ chó đẻ để tao cho máu tụi bay đổ. Tao cho tụi bay treo cây cờ chó đẻ, cây cờ xúc giật. Cây cờ mà giật đây là của cái lục thổ tả vua. Tao cho chết luôn đi. Tao cho chết luôn đi. Cái lũ Thanh Hóa tụi bay tao cũng sợ. Cái lũ chó đẻ ngoài. Vô email cho Lisa. Sao ngày nào mày cũng lên mày nói mày sủa vậy con cháu? Tao nói tao tự do ngôn luận, tao không lên tao chửi thằng Hồ Chí Minh tao làm gì? Hả? Chỉ có mày ở trong nước đó là mày bị cái đảng Cộng sản nó cướp mỏ mày. Mày chỉ ăn cứt của đảng thôi, chứ mày đâu có được quyền mày nói những cái sự thật. Nói tao nghĩ rằng là mẹ nó ra con này đó là cái bằng bị tâm thần chắc luôn. Tao bị tâm thần tao mới chửi thằng chó đẻ cái con cháu thằng Hồ Chí Minh, mày chửi bộ chó trị, mày chửi cái lũ thằng Tô Lâm mặt lờ đi, thằng Tô mặt lờ đi. Tao bị tâm thần mà tự nhiên phát lệnh truy nã người tâm thần. Ở trời đất ơi, tao bị tâm thần, tao bị điên, tao bà khùng, mà tự nhiên tờ báo tụi bay phát lệnh truy nã, đăng báo lên tao làm gì vậy? Hả? Tụi bay có bị điên hơn tao không? Hả? Cho nên cái đám mà con cháu thằng già hồ đó ha, cái lũ mà tụi bay mà dứt đây là kêu bằng là ngu ngốc, tụi bay nói chuyện không lợi tao. Tụi bay nói câu trước là nó chửi câu sau, tụi bay nói câu sau là nó chửi câu trước, bởi vì thằng cha con đĩ mẹ tụi bay ở trong rừng. Tụi bay giống thằng chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh. Tao chửi thằng Hồ Chí Minh rồi tao động tới mồ mả của dòng họ tụi bay. Rồi tao chửi thằng đảng Cộng sản tụi bay chịu không nổi. Tụi bay vô, tụi bay chỉ có mấy cái câu tụi bay la làng hoài. À, con bán nam bán nữ. À, tao bán nam bán nữ mà tao biết lôi đầu thằng chó đẻ Hồ Chí Minh ra tao chửi. Tao không hơn được mẹ nó ra những người mà tao không bán nam bán nữ hay sao? À, con BD. À, tao BD thì giống như thằng chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh. Nó cũng BD đó, nó đâu có vợ, nó đâu có con. Nó toàn là nó bú liếm mấy thằng đồng chí của nó thôi.
À con điên, con khùng, tao điên, tao khùng thì Đảng Cộng sản truy nã tao làm đéo gì. Mày thấy trên thế giới không có nhà nước nào truy nã người khùng người điên không? Hả? Và tao nói cái lũ con chó thằng giờ hồ, tụi bay tao gặp tao giáo mặt tay mẹ tôi, đồ thứ mất dạy. Chịu ngục, chịu ngu. Điều tra vụ cán bộ đảng viên trung tâm hỗ trợ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, tố là dâm ô trẻ em. Cái chuyện này người ta kể chị nghe đó, lâu rồi. Nó giả bộ, biết không? Gần tới lễ 30 tháng 4 là ăn cướp miền Nam, hoặc là lễ 2 tháng 9 thằng chó đẻ Hồ Chí Minh bắt đầu là nó ăn cắp cái bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ, nó đập cái lễ độc lập đó, cái nó ra nó coi thượng vàng hạ cám rồi đó, nó gom mẹ nó vô trong cái trại phục hồi nhân phẩm, vô trong trung tâm hỗ trợ xã hội. Mà nó khốn nạn ở cái chỗ là những người con gái không có công ăn việc làm phải bán trôn nuôi miệng là do cái chế độ thổ tả tụi bay làm ra. Tụi bay đừng có đổ thừa người ta. Một cái đất nước mà tự nhiên nó cũng là sinh ra trong chế độ thổ tả của tụi mày, nó cũng vào trường nó học, nó cũng đeo khăn quàng, nó cũng là thiếu nhi, vấn đề là thủy kiều. Và bây giờ nó lớn lên, nó không có công ăn việc làm, nó đi ra nó làm để như vậy đó, là cái trách nhiệm là thuộc về cái lũ thổ tả tụi bay. Nhưng mà tưởng sao xã hội văn minh, tưởng sao đi ra gom mẹ nó, người ta đi vô trong trung tâm phục hồi gom vô đã đòi để đưa cho mấy thằng chó đẻ công an đảng viên, bắt đầu là cái bằng là mẹ nó ra đè ra đéo con người ta không. Bởi vì những đứa nó lớn lên rồi, nó 14, 15 tuổi mới là đi làm đĩ được, người ta mới bỏ tiền ra người ta mua vui. Cho nên nó thấy rằng nó đem mấy con nhỏ này vô, bắt đầu là nó là ngàn năm có một, nó đè ra nó bú liếm y như thằng Hồ Chí Minh. Để các bạn thấy lũ chó đẻ khôn an ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để mà làm rõ những cáo buộc dâm ô đối với một thằng đảng viên cán bộ thuộc trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, liên quan đến thằng đảng viên cán bộ ở tại trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh bị tố cáo là đã dâm ô hàng loạt những bé gái tuổi từ 12, 13, 14, 15, 16 tuổi ở trong này. Thằng chó đẻ trung tướng Lê Đông Phong là giám đốc của công an Côn Đồ thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý. Bởi vì nghiêm trọng là sau khi bắt những đứa trẻ em này đi vào những đây là kêu bằng là trung tâm của xã hội thì các em đều bị mang bầu của thằng chó đẻ này. Mày ra ngoài tòa mày nói đi. Mày nói tao bắt chước giống thằng Hồ Chí Minh chứ có cái đéo gì. Thở đây nãy đưa thằng này vô, bây giờ mấy em bé gái ở trong trại phục hồi nhân phẩm mẹ đè ra nó đéo sao có bầu mẹ nó trời. Các bạn coi khốn nạn hay không? Nó khốn nạn mẹ nó gì đó. Thở đây nãy người ta 13, 14 tuổi ở ngoài làm đĩ không có bầu. Bởi vì nó ở ngoài đời thì nó còn biết mua thuốc được chứ nó ngừa. Tưởng sao đưa vô cái trại giáo dục, tưởng sao mẹ đè ra mẹ nó có bầu mẹ nó trời. Khốn nạn vậy. Chiều nay 17 tây tháng 11 2017, đại diện của lũ côn đồ công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh đã cho biết là đơn vị đã mời thằng cán bộ chó đẻ này, đảng viên này lên để làm việc về cáo buộc là dâm ô các bé gái. Được biết là 3 trong số các em bé gái đang có bầu và mang thai. Các bạn thấy rõ ràng hay không? Cảnh sát cũng mời hai bé, vấn đề là kêu bằng 13 và 14 tuổi lên làm việc. Sau khi làm việc xong thì em bé gái 16 tuổi đã nói rằng là đã bị ông này dâm ô. Hai bé gái đã nói rằng muốn hút thuốc ở trong vấn đề là tù. Nhưng mà vấn đề là thằng chó đẻ cán bộ này nó kêu là muốn hút thuốc thì cho nó rờ vú. Hai em đồng ý đưa vú ra cho nó thọt tay qua song sắt để nó bóp. Mặc dù có camera nó cũng che mẹ nó lại, bởi vì thọt tay vô nó bóp không ai thấy. Có lần thằng chó đẻ này giả bộ mở cửa buồng giam vô rồi đéo mẹ các em ngay trong nhà tắm luôn. Sau khi đéo xong rồi cho các em được một điếu thuốc,
để hút, rồi bắt đầu cứ ngày ngày nó cứ đè hết đéo em này tới đéo em khác. Hậu quả là sau khi cái bụng của các em càng ngày càng bự thì tá quả ra là kể như thằng này đã bắt đầu là gian díu với các bé. Sau khi phát hiện được thì các bé kê khai ra là thằng này không có ngày nào mà nó không vào để mà nó chạm vào bộ phận nhạy cảm của các em, và nó liếm, nó bú y như thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh. Tao đã nhục nhã chưa từng có, mẹ nó ra khốn nạn dễ sợ thiệt. Đáng nhiên đó, tưởng sao bắt người ta vào trong trại, bắt đầu là kêu bằng là đưa người ta vào trại xã hội, tưởng sao ở ngoài làm đĩ không mang bầu, đưa vô trong đây cho mấy thằng chó đẻ đảng viên đè đéo người ta có bầu mẹ đó trơn. Ta nói khốn nạn để các bạn thấy một cái xã hội mà nó ghê tởm như thế nào, để các bạn thấy rằng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó đem cái tà thuyết cộng sản vào như thế nào. Nói các bạn thấy không, rốt cuộc rồi bây giờ chứ đây là mai à, mai là nó điều tra ra, nó ngăn chặn à. Nó mà không điều tra ra được rồi cái đó hả, chị bảo đảm với các em, chị bảo đảm luôn, nó giết những đây là những em bé gái này để mà nó phi tan. À chứ mấy thằng chó đẻ cộng sản này nó dám làm, nó để thuốc độc vô trong cơm đó, nó đem vô cho ăn cho ngã đùng đã chết, nó giết hai mạng người luôn, vừa mẹ vừa con luôn, giống y như thằng Hồ Chí Minh. Nó đéo con Nông Thị Xuân xong rồi đẻ ra là thằng Nguyễn Tất Trung, rồi con Nông Thị Xuân yêu cầu phải là công bố nó là vợ của chủ tịch, bởi vì thời buổi đó là thằng Hồ Chí Minh là chủ tịch nước, chủ tịch đảng luôn, giúp thằng tổng lú bây giờ. Bắt đầu là cái bằng là trong bộ chính trị người ta nói đã làm những này là Mỹ, cái lũ dân ngu ngoài Bắc Kỳ nói rằng là những này là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là bác vì một đời phục vụ cho dân cho nước, bác không có biết đủ, bác không có biết địch, bác không có biết đéo. Bởi vậy mà bây giờ tự nhiên đụng cái là bắt đầu là bác là lén lén bắt đéo bắt đủ, sao mà lội ra thằng Nguyễn Tất Trung đâu có được. Cho nên không đồng ý. Mà không đồng ý thì con mẹ Nguyễn Thị Xuân này, Nông Thị Xuân này, nó cứ la làng lên hoài. Nó cứ đòi phải công khai hoài. Cho nên sai thằng Bộ trưởng Công an là thằng Trần Quốc Hoàng, bắt đầu là đập đầu cho chết rồi thảy lên trên xe, chạy ra ngoài cái dốc đường, thảy xô mẹ nó xuống, tạo nên một cái vụ tai nạn như vậy. Các bạn vô các bạn đọc, các bạn tìm hiểu được những cái vấn đề là lịch sử của đảng đây, mà ta nói cái lũ con cháu thằng già Hồ tôi bay ngục lắm, tôi bay ăn cất, tôi bay uống máu tháng kia, tôi bay ngục, tôi bay ngồi đó, tôi bay tôn thờ, cai trị cái đéo gì mà đất nước càng ngày càng kiệt quệ, thấy không? Tao đã lên án là gần 3-4 năm nay rồi, bây giờ bắt đầu là mẹ nó ra tờ báo chó đẻ công an bắt đầu mới báo động về an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mà trong khi cái này Lisa đã nói gần 3 năm về trước rồi, ngày hôm nay bắt đầu mới báo động. Thằng cha đĩ mẹ của cái lũ Nam Cẩm tôi bay uống nước của đồng bằng sông Cửu Long, tôi bay chuẩn bị tôi bay chết mẹ tôi bay đi. Thằng Tàu nó thải một chất kịch độc xuống cho tôi bay ung thư, tôi bay nằm tôi bay chết cả đám đó, để nó qua nó diệt chủng, nó lấy mẹ nó nước Việt Nam luôn, cho tới giờ là tôi bay đăng lên. Ở đó bây giờ bắt đầu mà sợ lên là đăng lên rồi. Theo kết quả khảo sát thật là rùng mình, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tao nói kêu bằng là nguy vô cùng nghiêm trọng. Nước đã hoàn toàn chứa chất độc, ai uống vào là kể như là không có con luôn. Thậm chí những người dân ở tại miền Tây trong tương lai, nhà nào cũng bị bệnh, những đây là kêu bằng là mẹ nó đã ung thư hết. Những cái vấn đề là dồi nước bí mật để ở trong rừng U Minh, bắt đầu là toàn là chất độc của thằng Tàu, nó chảy ào 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 ra để mà thấm vô trong vấn đề là kêu bằng là đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ tụi bay mới la làng lên hả, để cho mọi người dân đó ăn chơi nhậu nhẹt đi đó, cho tụi bay bỏ tật, tụi bay bỏ tật, tụi bay ngồi đó bay ăn, tụi bay giọng đi đấy, cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Đấy. Người dân Việt Nam còn ngồi đó thờ ơ lắm. Bây giờ nó thanh trừng cái lũ Nam Cộng chị ạ. Nó khui ra thằng Vũ Nhôm đã mua giúp cho cái thằng giữ được cái ghế giám đốc của Ngân hàng Đông Á là 2.000 lượng vàng. Rồi thằng chó đẻ này sau khi làm nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Băng rồi thì bắt đầu là tìm cách để dụ người dân đem tiền gửi vào, vấn đề là kể mà lấy lại 2.000 lượng vàng. Bây giờ phe của tội đồ Trọng Lũ hôm nay nó đã đăng báo lên, làm cho mọi người dân tôi nói ai nấy cũng tá quả tâm tinh hết.
Thằng Vũ Nhôm nó giúp cho thằng giám đốc ngân hàng Đông Á này để mà vô cái chức vụ mà ngồi làm giám đốc là 2.000 lượng vàng. Trời đất ơi. Bởi tao nói mày đây là báo Tiền Phong nha, của Đảng Đỉ nha. Đấy, tao bay thấy không? Đó, tao cho bỏ tao, tao bay gửi vô đi. Đây là thằng chó đẻ Vũ Nhôm bên đây nè. Nó đã giúp cho cái thằng chó đẻ đây làm giám đốc ngân hàng Đông Á 2.000 lượng vàng. Thằng chó đẻ này vô giám đốc của ngân hàng Đông Á rồi là bắt đầu là giáo bộ vụ mọi người dân đem tiền gửi vào ngân hàng. Sau khi người dân gửi tiền vào ngân hàng, 12 nạn nhân đã la làng bởi vì làm hồ sơ để mà thất thoát, cướp đi là gần mấy ngàn tỷ đồng. Ta thấy khốn nạn chưa từng có. Sau khi thằng này mà được đi vào làm chánh thất là tổng giám đốc, nhưng đây là cái bằng ngân hàng Đông Á, là bắt đầu nó tìm cách để nó gom tiền để mà trả cho Vũ Nhôm 2.000 lượng vàng. Bởi vì đã bắt đầu là kêu bằng là mua cái chức giám đốc. Các bạn thấy khốn nạn chưa từng có. Mà coi đi, mà coi đi, đó. Một cái tin mà động trời chỉ nhận được là thằng Tô Mặc Lờ, nó là đệ tử của thằng Trần Đội Quần, tức là Trần Đại Quang. Ngày xưa nó bước vô trong ngành công an, nó cũng đã lo cho thằng Trần Đội Quần tổng cộng là 100 lượng vàng. Rồi bắt đầu là trung thành với thằng chó đẻ Trần Đại Quang. Sau khi thằng Trần Đại Quang nó bắt đầu nó âm mưu, nó bắt đầu là được vấn đề là kêu bằng là đi qua để mà ông Donald Trump qua để mà nói chuyện với vấn đề là thằng Trần Đại Quang, chủ tịch nước thời buổi điểm đó đó. Thì kể như tình báo Hoa Nam nó muốn bứng gốc thằng chó đẻ này. Cho nên Mỹ qua gặp mặt rồi đó là muốn rằng đó là chủ tịch nước là bắt đầu là kim luôn tổng bí thư, tức là nhất thể quá. Nhất thể quá tức là giống như thằng Hồ Chí Minh, chủ tịch nước là cao nhất, có là chủ tịch đảng luôn. Phe của tình báo Hoa Nam nó biết được cái âm mưu này, cho nên nó ra lệnh cho thằng tổng bí thư là thằng tội đồ Trọng Lúc phải giết chết thằng Trần Đại Quang này. Rồi bắt đầu chơi ngược lại chọc quê Mỹ bằng cách là tổng bí thư kim luôn chủ tịch nước, nhất thể quá tức là gậy ông đập lưng ông. Phe của thằng Trần Đại Quang, thằng Trần Đại Đội Quần nó muốn xóa bỏ cái chức tổng bí thư ra riêng, tức là nó muốn trở lại cái thời kỳ là chủ tịch nước kim luôn tổng bí thư, tức là nhất thể quá thôi, tức là một chức vụ một thôi. Cho nên thằng đương nhiên là ở trong đảng người ta đang ủng hộ thằng Trần Đại Quang. Nhưng mà khi mà đã ủng hộ thằng Trần Đại Quang thì tình báo Hoa Nam nó biết được là thằng Trần Đại Quang muốn làm nhất thể quá, tức là sẽ làm chủ tịch nước, là chủ tịch đảng luôn, giống như thời kỳ chủ tịch Hồ Chí Minh uống máu kinh, tức là thằng Hồ Chí Minh. Hoa Nam tình báo nó biết được ngay, cho nên ngày hôm qua người ta kể cho chị nghe, chị phải sởn da gà về cái tính mà kêu bằng khốn nạn của cái lũ tình báo Hoa Nam. Giết chết thằng Trần Đội Quần rồi, lộ ra thằng Mặc Lờ bộ trưởng công an là thằng Tô Lâm đã lo lót 100 lượng vàng cho thằng Trần Đội Quần, để thằng Trần Đội Quần đưa thằng Tô Mặc Lờ này lên làm bộ trưởng bộ công an. Sau khi mà thằng Tô Mặc Lờ thấy phe của tình báo Hoa Nam giết chết thầy của nó, sư phụ của nó là thằng Trần Đội Quần rồi, thì nó rung như là cày sấy. Lúc đó tình báo Hoa Nam mới bắt đầu xỏ mũi con chó này để mà cho thanh trừng ngược lại phe công an của thằng Trần Đội Quần. Và đương nhiên bởi vì cái lũ cộng sản thì tham sống sợ chết, thằng Tô Mặc Lờ sợ đi theo thằng Trần Đội Quần, cho nên bây giờ phải cung cúc nghe lời của cái lũ khốn nạn tình báo Hoa Nam là thằng tội đồ Trọng Lũ để mà phát lệnh truy nã thằng Vũ Nhôm này. Thằng Vũ Nhôm này ngày xưa cũng là nằm trong cái gốc của công an,
cũng là do thằng Trần đội quân nâng đỡ thằng này lên. Và chính thằng Tô Mặc Lờ cũng do tiền của thằng Vũ Nhôm này để mà lo lót 100 lượng vàng để mà được thằng đội Trần đội quân đưa lên làm bộ trưởng bộ công an, chứ không phải là thằng Vũ Nhôm này giúp cho thằng Tầm giám đốc ngân hàng Đông Á 2.000 lượng vàng đâu. Nhưng mà báo chí nó không có đăng cái tin của thằng Trần đội quân này lên. Bây giờ nó chơi cái màn, nó bắt thằng Trần đội quân phải đăng báo chí lên để mà bắt đầu đánh lại cái phe này. Thằng Vũ Nhôm này là người của lũ công an, các bạn phải nên nhớ kỹ như vậy. Ta nói ở trong đảng Đĩ nó khúc khiết ly kỳ, nó vô cùng khúc khiết ly kỳ. Mà các bạn phải hiểu, các bạn phải biết. Lisa nói thật, chiến tranh đã chấm dứt trên 44 năm rồi, mà thằng đảng Đĩ cứ giả bộ đổ thừa cho chiến tranh. Người dân Việt Nam ai khôn ngoan thì nhìn ra được cái bản chất lừa bịp của chế độ, còn ai ngu xuẩn thì cứ việc ùa theo nó đổ thừa cho tình trạng chiến tranh, đổ thừa cho tình trạng kinh tế bế tắc, đạo đức suy đồi là do hậu quả của chiến tranh. Mà toàn dân Việt Nam không hiểu được, không hiểu được thằng Campuchia đó năm 79 Pol Pot nó tàn sát sau Việt Nam 4 năm thôi, mà bây giờ nó có tự do dân chủ, đất nước nó bây giờ qua mặt thằng Việt Nam rồi, nó có đổ thừa cho thời chiến tranh của Pol Pot không? Thằng Pol Pot nó còn tàn bạo hơn là thằng Đảng Đĩ. Nó ở tại thành phố Nông Bên, nó không cho người dân ở, nó lùa đi ra đồng hết. Cái thành phố Nông Bên sầm uất như vậy, không có một bóng người, toàn là chuột với thây chết thôi, xác người không. Vậy mà bây giờ người ta vẫn qua mặt được Việt Nam. Thì các bạn ở Việt Nam, toàn dân Việt Nam suy nghĩ đi. Người dân ở Campuchia đâu có đi ra ngoài biển tị nạn chánh trị, trốn chế độ cộng sản Pol Pot như là người dân Việt Nam của mình. Người dân Việt Nam của mình bỏ tánh mạng để mà đi ra tìm con đường đi vượt biển. Để bây giờ hàng năm 12 tỷ đô la để gửi về cho thân nhân gia đình, mang tiếng gửi về cho thân nhân gia đình. Nhưng mà thằng chó đẻ đảng cộng sản đó là một thằng lưu manh, nó một thằng điếc, nó không cho xài đô la, nó bắt phải đổi ra giấy tiền vàng mã, tức là tiền của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh, để mà nó gom đô la vào trong túi của nó để nó đem ra nước ngoài nó mua những cái tòa nhà bên đây. Nhưng mà người dân Việt Nam thì nó không có cho xài tiền đô la. Các bạn thấy cái độc tài nó khốn nạn, nó mất dạy ở cái chỗ này. Nhưng mà ông trời cao có mắt, nó gom 12 tỷ đô la của những người Việt ở bên đây và những người đi làm lao nô gửi tiền đô về cho thân nhân ở Việt Nam, đổi ra tiền Việt, tức là tiền của thằng Hồ Chí Minh là tiền giấy, thì nó lấy đô la vô. Nhưng mà ông trời cao có mắt, thằng chó đẻ Tàu Cộng là ông cố nội của nó, bắt đầu là phải gom tiền của nó, buộc nó phải trả nợ chiến tranh, rồi giả bộ cho nó vay tiền ăn tiền lời 20-30%. Cho nên mỗi một năm nó phải đóng tiền lời cho thằng Tàu Cộng 13 tỷ đô la. Cho nên bây giờ nó không còn tiền nữa, nó tìm cách nó phải cướp cho bằng được. Nó cứ cướp người dân Việt Nam cho bằng được. 12 tỷ đô la, các bạn nên biết rằng đây là một sự viện trợ dồi dào nhất trong những chế độ độc tài, chẳng hạn như thằng Cuba, thằng Bắc Triều Tiên không bao giờ có 12 tỷ đô la. Nhưng mà thằng chó đẻ Đảng Đĩ cộng sản nó có 12 tỷ đô la mỗi một năm, bởi vì nó đã bắt đầu nó khôn ngoan hơn thằng chó đẻ Bắc Triều Tiên. Nó không có đóng cửa, nó không có ngăn chặn người dân của nó, cho nên nó đàn áp, nó độc tài trong nước, nhưng mà nó vẫn để cho đi ra những cái nước như là Singapore, Đài Loan để mà đi làm đĩ, đi làm lao nô, để mà đem tiền bạc gửi về cho gia đình. Rồi nó đưa cho những thành phần mà vấn đề là đi qua bên đây bảo lãnh, đi qua để làm nail, làm tóc, làm nhà hàng, để gửi tiền về, để xây biệt thự.
nó cứ lấy tiền lấy bạc gửi tiền về cho xây biệt thự, cái đụng cái bắt đầu nó kiếm chuyện, nó giải tỏa, nó giải phóng mặt bằng, cái là đỡ mẹ nó ra tiền bạc đổ sông đổ biển, hoặc là nó đập bỏ ra. Rồi bắt đầu gia đình Việt Nam khóc lóc với người Việt ở hải ngoại, rồi người Việt hải ngoại thương xót gửi tiền về, nó xây lên xong nó tiếp tục nó giải phóng nữa. Những người ở Việt Nam bây giờ nghe nói hai từ giải phóng họ sợ lắm. Có bà nội kia nói trời ơi, đã là có một lần nói rằng giải phóng miền Nam là tôi bây giờ tôi phỏng giái mẹ nó hết rồi còn gì nữa. Và bây giờ tôi đang ngồi trong nhà cái chòi của tôi như vậy mà tôi nghe nó giải phóng cái đứa tôi quảng hồn tôi sợ nữa. Hãy bảo trong nước nó dùng cái từ giải phóng là ta sợ. Chứ đầu tiên nó vô nó kêu là giải phóng mặt bằng, người ta sợ quá, ai đấy ta cũng la làng, ta phản đối cái đó, có bộ cái từ giải phóng không còn ăn khách nữa, nào nó đưa qua giải tỏa. Nó không còn dùng từ giải phóng nữa mà nó đưa qua là cái từ là giải tỏa. Hoặc là vấn đề là kêu bằng là mẹ nó, cái vấn đề là cường chế. Nói mẹ nó ăn cướp đất của người ta đi, cường chế cái đéo gì. Những cái luận điệu mà đổ thừa là thế lực thù địch, gây hận thù, chống cộng cực đoan, tại do chiến tranh, tất cả những cái mỹ từ đó, toàn dân Việt Nam phải hiểu rằng thằng chó đẻ đảng Cộng sản sở dĩ dùng những cái danh từ đó để mà chạy tội cho một cái đảng khốn nạn, độc tài. Nó chạy tội cho một cái đảng cầm quyền mà hoàn toàn bất lực trong việc điều hành guồng máy của một đất nước, của một quốc gia. Nó lên án người ta là kỳ thị, nhưng mà chính là thằng Cộng sản khốn nạn hiện bây giờ ở tại Việt Nam, nó mới là kỳ thị, nó mới là bất công còn hơn các nước tự do. Các bạn nhìn thấy cái giới giàu có nịnh bợ, hoặc là cha mẹ nó bắt đầu vào ngành công an hối lộ xây nhà lầu rồi, các bạn coi nó coi người dân ra cái gì, các bạn đủ hiểu rồi. Nó giả bộ nó đưa cái khẩu hiệu là giai cấp bình đẳng với nhau hết trơn, lấy giai cấp là công nông, tức là búa liềm để làm nền tảng. Nhưng mà những người công nhân bây giờ hả, bị Tàu Cộng giật tiền nó bỏ lơ, nó không thèm nhìn tới. Còn giai cấp nông dân bây giờ hả, ta nói đói rã mồng tơi, ta nói ruộng lúa bị muối vô, đi qua làm đĩ, làm lao nô, đi lên trên thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, đi làm công hết trơn, nó đéo thèm quan tâm. Chỉ có nó biết là quyền lợi của nó vào được đảng, nó vào được công an, nó vào được quân đội, nó làm cán bộ này, cán bộ nọ, thì nó có tiền, nó lo cho cái gia đình của nó được. Một chế độ như vậy thì làm sao? Một chế độ mà không tạo công ăn việc làm cho người dân, chỉ có bắt người dân Việt Nam làm con tôm, con cá đi xuất khẩu lao động. Chỉ có con tôm, con cá mới đi xuất khẩu được. Xuất khẩu là khẩu là do khẩu vị của mình, xuất tức là đưa ra ngoài. Con tôm, con cá đưa ra ngoài để người ta ăn, gọi là xuất khẩu. Thằng đảng đĩ nó dùng cái từ cũng là ngu độn, nó con người làm sao xuất khẩu. Phải nói là không phải xuất khẩu, mà phải nói rằng là xuất lao nô, hoặc là xuất lao động. Tức là đem con sức lực của con người đi qua nước sở tại của người ta để mà làm nô lệ, để mà làm lao nô. Chứ làm sao mà xuất khẩu lao động được, phải bỏ chữ khẩu, phải là xuất cảng lao động. Chỉ có cá, thịt, chuối, thực phẩm mới dùng từ xuất khẩu, bởi vì khẩu là cái miệng ăn vào mới gọi là xuất khẩu. Còn con người mà đi ra lao động như vậy là xuất cảng lao động, chứ không dùng được cái từ xuất khẩu lao động. Để các bạn thấy cái lũ chó đẻ rừng rú nó ngu ngục cỡ nào. Dùng cái từ xuất khẩu lao động, nổi cái chứ bình luận ra cũng biết cái chế độ nó ngu xuẩn tới mức độ nào. Con người thì làm sao xuất khẩu? Chỉ có xuất cảng lao động mà thôi. Cảng tức là cái nơi nhận những cái người lao động Việt Nam. Chẳng hạn như cái tủ lạnh
hoặc là những cái vấn đề là vật mà không ăn được, người ta gọi là xúc cản. Còn con người mà nó đưa đi qua bên đó, nếu mà nó dùng cái từ là xúc cản lao động, nhưng mà thật ra vào cái thời mà chưa có dùng từ ngữ văn minh thì cái này gọi là cái gì các bạn biết không? Bán nô lệ. Bán nô lệ đó. Giống như ngày xưa người Mỹ người ta có tiền, người ta mua những người phi châu đi qua bên Mỹ này vào những cái vùng đất để mà làm lao động. Ngày xưa người ta không dùng từ xuất cản mà ta dùng là mua nô lệ. Còn thằng phi châu là bán nô lệ. Nếu mà dùng đúng cái từ ngữ bây giờ là thằng chó đẻ cộng sản, nó bán nô lệ, nó bán lao nô, nó bán lao động sức người của Việt Nam đi qua các nước. Còn các nước mà nhận những người mà lao nô của Việt Nam là mua lao động, mua lao nô, mua nô lệ. Nếu thời ngày xưa là mua nô lệ. Một cái xã hội, một cái đất nước mà không tạo công ăn việc làm cho người dân, tối ngày chỉ có trông chờ để mà đi bán nô lệ, bán lao nô, hoặc là vấn đề là cho phụ nữ đi qua làm nô lệ tình dục cho những cuộc hôn nhân của các nước Đông Nam Á. Biết một cái đất nước trở thành nghèo đói lạc hậu, đã vậy rồi bữa nay tiền xăng tăng lên, ngày mai tiền điện tăng lên, ngày kia tiền nước tăng lên, làm sao các bạn sống được? Ở tại đất nước Việt Nam thì chị nói thật, cho vàng Lisa không dám về. Lót mà thảm vàng Lisa cô không về. Chứ đừng có nói mà bà đặt mà mày không có cơ hội mày về Việt Nam. Tao nhường cho cái lũ con cháu thằng già hồ tôi bay ở, để mà tao chống mắt lên tao xem năm tới Việt Nam đã đứng đầu ung thư và chết bao nhiêu người. Bây giờ là danh sách tại Việt Nam đứng đầu thế giới rồi. Năm 2014 là ở tại Tàu Cộng đứng đầu thế giới về ô nhiễm môi trường. Bây giờ bước qua 2019, Việt Nam lại là nước đứng đầu. Về bệnh ung thư, Việt Nam là một quốc gia đứng cao nhất về bệnh ung thư. Kể cả bên Phi Châu người ta đói khổ như vậy, nhưng mà người ta chỉ có đói thôi, chứ người ta không có bệnh tật. Người ta chỉ không có thực phẩm thôi, chứ người ta không có bệnh tật. Còn cái đất nước Việt Nam nó không có đói như bên Phi Châu, nhưng mà nó đang rình rập cái tánh mạng, là bởi vì đâu đâu cũng là độc hết. Bây giờ uống nước vô Tàu Cộng cũng thải chất độc ra, thức ăn cũng có ngộ độc, đi ra đường hít thở không khí cũng có độc ở trong trong. Tao nói bây giờ người dân Việt Nam giống như một con chuột mà trong một cái rọ, không biết đường đâu mà các bạn đỡ. Lisa nói thật, để cho mọi người dân Việt Nam các bạn hiểu, các bạn thấy được. Nó như vậy đó. Ở Hồng Kông bữa nay nó đang nổi loạn lên. Chị lo chị nói chuyện mênh mang hết mẹ giờ rồi, thôi để đọc nhanh tin tức cho nó nhanh. Hello chị Lisa yêu yêu, em cập nhật tin tức ngày 17 tháng 11 cho chị như sau. Đài giáo chủ Aran ủng hộ tăng giá xăng dầu, đổ lỗi cho các kẻ thù bên ngoài đang phá hoại đất nước. Cuộc biểu tình của người dân Aran chống tăng giá xăng dầu biến thành các cuộc biểu tình mang tính chất chính trị sau khi mà giáo chủ của Aran đã tăng giá xăng bắt chước thằng đảng địa cộng sản. Quan chức của Aran đã cảnh báo người biểu tình rằng lực lượng an ninh có thể hành động tàn sát hết người biểu tình. Người biểu tình tại Hồng Kông đã dùng cung tên bắn từ pháo đài được dựng lên trong khuôn viên trường đại học. Người Hồng Kông đã bắn tên vào cảnh sát, làm nhiều thằng cảnh sát phải đổ máu và bị thương. Cảnh sát chống bạo động của Hồng Kông đập bắn hơi cay gần khuôn viên trường đại học. Tổ chức ân xá quốc tế đã khuyến cáo Đức nên ngừng tất cả các trợ giúp cho quân đội của Tàu Cộng tá hình ở tại Hồng Kông. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã hoãn các cuộc tập trận quân sự để tăng cường nỗ lực hòa bình đối với thằng chó đẹp Bắc Triều Tiên, chứ không hề sợ thằng Bắc Triều Tiên như thằng Bắc Triều Tiên đã đăng lên những báo chí của quốc tế.
Đài Loan cho biết nhóm tàu sân bay của Tàu Cộng đã đi trái phép qua eo biển Đài Loan, có thể sở hứng lấy Tomahawk mà Đài Loan đã mua từ Mỹ. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.